Xin chào các anh đã quay lại với kênh Đầu Ngày Bản Nhật của em nha. Thì hôm nay em khai sưng một cái sạc dự phòng, dung lượng của nó là 8.000 mAh đây. Đây, sản phẩm của nó là như vậy. Nó có hai màu nha các anh. Đây, màu bạc và màu xanh nè. Em giao thì giao màu ngẫu nhiên. Đó. Hôm nay em bán để lấy lọc đầu năm là giá chỉ có 99.000 một cái nha các anh. 99.000 mua hai cái thì bên em sẽ bao ship 99.000 một cái. Rồi khi giao hàng á, thì bên em sẽ gửi như vậy nha. Đó. Tại vì á, có cái miếng giấy này nó không có tác dụng gì trơn á, nên á, em bỏ lại. Giao hàng thì nó không có bị còng cền á, tiền phí á, sẽ cao ha. Đây, dung lượng nó là 8.000 mAh thì mình xài chắc khoảng được 3 lần á các anh. Điện thoại chắc khoảng được 3 lần. Đây, nó kèm theo một cái đầu sạc như vậy. Đó. Rồi, các anh nào thì lấy thì inbox cho em nha. Rồi, xin chào các anh.